Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra vào đêm giao thừa, 31 tháng 12, cách đây rất nhiều năm, tại quán mì Bắc Hải Đình, trên đường phố Trác Hoảng, Nhật Bản. Đêm giao thừa, cùng gia đình ăn một tô mì là phong tục truyền thống của người Nhật Bản. Vì vậy, đến ngày này, hầu như quán mì nào cũng rất đông khách, và quán mì Bắc Hải Đình cũng không ngoại lệ. Hôm ấy, quán gần như cả ngày đều đông khách, mãi đến hơn 10 giờ tối thì khách mới thưa dần. Những ngày bình thường thì giờ này vẫn còn đông người qua lại trên đường, nhưng hôm nay ai cũng có vẻ hối hả, nhanh chóng trở về nhà sớm một chút để kịp đón giờ phút giao thừa. Vì vậy mà đường phố bỗng trở nên vắng vẻ, yên tĩnh. Khi người khách cuối cùng rời khỏi quán, bà chủ đang định kéo cánh cửa tiệm lại, thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra nhẹ nhẹ. Một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai cậu con trai bước vào. Đứa lớn ước chừng khoảng 10 tuổi và đứa nhỏ khoảng 6 tuổi. Cả hai đều mặc bộ quần áo thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ đã lỗi thời. Bà chủ quán liền lên tiếng, mời vào. Người phụ nữ rụt rè nói, có thể cho chúng tôi một tô mì được không ạ? Hai đứa bé yên lặng đứng sau mẹ và đưa mắt nhìn chăm chú. Đương nhiên là có thể chứ. Mời mọi người ngồi vào bàn này. Bà chủ quán dẫn họ tới bàn số 2, rồi hướng vào trong bếp hô to. Cho một tô mì. Ông chủ quán liếc mắt nhìn ba mẹ con, rồi lặng lẽ nấu một bát mì lớn đầy tràn. Cả bà chủ và khách đều không biết. Ba mẹ con người phụ nữ ăn chung một bát mì rất ngon lành. Họ vừa ăn vừa khe khẽ nói chuyện. Ngon quá, đứa lớn nói. Mẹ, mẹ cũng ăn thử đi. Đứa nhỏ vừa nói vừa gắp một miếng đưa vào miệng mẹ. Chỉ trong chốc lát, họ đã ăn hết tô mì. Người mẹ thanh toán cho chủ quán 150 đồng. Ba mẹ con họ cùng nhau đồng thanh khen. Thật là ngon, cảm ơn ông bà. Rồi họ cúi chào và bước ra khỏi quán. Ông bà chủ cũng đồng thanh đáp trả. Cảm ơn quý khách, chúc quý khách năm mới vui vẻ. Một năm trôi qua, ai cũng đều bận rộn với công việc của mình. Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa năm sau. Bắc Hải Đình vẫn làm ăn rất phát đạt. So với năm ngoái, đêm giao thừa năm nay, họ có vẻ còn bận rộn hơn. Hơn 10 giờ, bà chủ đang định đóng cửa, thì cánh cửa lại bị kéo ra nhẹ nhẹ. Bước vào tiệm mì là một người phụ nữ trung niên và hai đứa trẻ. Bà chủ quán nhìn thấy cái áo khoác kẻ caro cũ kỹ lỗi thời, liền lập tức nhớ lại vị khách hàng cuối cùng của đêm giao thừa năm ngoái. Có thể nấu cho chúng tôi một tô mì được không ạ? Đương nhiên là được chứ. Mời vào trong ngồi. Bà chủ quán vừa dẫn họ đến bàn số 2 và cất tiếng vọng vào bếp. Cho một tô mì. Ông chủ quán một tay châm lửa lên bếp vừa mới tắt và lên tiếng. Được, được, một tô mì. Bà chủ đi vào bếp, nói nhỏ với ông chủ. Này ông, nấu cho họ ba tô mì có được không? Không được đâu, nếu mình làm như thế chắc họ sẽ thấy ái ngại đấy. Ông chủ trả lời như thế, nhưng lại lấy thêm mì đủ cho ba người ăn, cho vào nồi nước. Bà chủ đứng bên cạnh mỉm cười và nói, nhìn ông có vẻ khô khan, nhưng xem ra tấm lòng thì không đến nỗi nào nhỉ. Ông chủ yên lặng làm một tô mì lớn thơm ngào ngạt,
rồi đưa cho bà chủ mang ra. Ba mẹ con người phụ nữ lại ngồi quanh tô mì, vừa ăn vừa nói chuyện. Những câu chuyện của họ cũng lọt vào tai hai vợ chồng ông chủ quán. Thơm quá, ngon thật. Năm nay chúng ta còn có thể được ăn mì Bắc Hải Đình, quả là may mắn. Sang năm lại được đến đây ăn nữa thì tốt quá. Sau khi ăn xong, người mẹ lại thanh toán 150 đồng và chào ra về. Cảm ơn quý khách, chúc cả nhà năm mới vui vẻ. Nhìn theo bóng lưng ba mẹ con người phụ nữ, hai vợ chồng ông chủ quán đàm luận một hồi, thể hiện sự thương cảm và trân quý tình cảm của ba mẹ con họ. Đêm giao thừa năm thứ ba lại đến, Bắc Hải Đình vẫn rất đông khách, ông bà chủ bận đến nỗi không có thời gian để trò chuyện. Nhưng đến 9 giờ 30 tối, hai vợ chồng họ bắt đầu có vẻ lo lắng điều gì đó. Đến 10 giờ, nhân viên trong quán đều đã nhận được bao lì xì và ra về. Ông chủ liền vội vã tháo các tấm bảng trên tường ghi giá tiền của năm nay là 200 đồng một tô mì, và thay vào đó giá của năm ngoái là 150 đồng một tô mì. Trên bàn số 2 thì bà chủ đã đặt lên đó tấm bảng đã đặt chỗ vào 30 phút trước. Dường như ba mẹ con người phụ nữ ấy đợi cho khách rời hết mới bước vào. Đến khoảng 10 giờ 30, cả ba mẹ con họ cuối cùng cũng đã xuất hiện. Đứa lớn mặc bộ quần áo đồng phục, còn đứa nhỏ mặc bộ quần áo của anh nên nhìn hơi rộng một chút. Cả hai anh em đều đã lớn hơn rất nhiều. Người mẹ vẫn mặc chiếc áo khoác kẻ caro cũ kỹ và lỗi thời như 2 năm trước. Mời ngồi, mời ngồi. Bà chủ nhiệt tình mời họ vào tiệm ngồi. Nhìn vẻ tươi cười của bà chủ, người phụ nữ dè dặt nói: Phiền bà nấu cho chúng tôi 2 tô mì được không ạ? Được, tất nhiên là được chứ. Mời cả nhà ngồi qua bên này. Bà chủ lại dẫn họ đến bàn số 2, rồi nhanh nhẹn giấu đi tấm biển đã đặt chỗ và hướng vào bếp gọi: Cho 2 tô mì. Ok, 2 tô mì xong ngay đây. Ông chủ vừa nói, tay vừa cho thêm 3 vắt mì vào nồi nấu. Ba mẹ con họ vừa ăn mì, vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hai vợ chồng ông bà chủ đứng ở chỗ nấu ăn, nhìn thấy họ nói chuyện vui vẻ, trong lòng cũng lấy làm vui theo. Tiểu Thuần và con trai cả này, hôm nay mẹ muốn cảm ơn hai con. Mẹ cảm ơn hai con rất nhiều. Tại sao lại cảm ơn chúng con ạ? Là như thế này, vụ tai nạn của cha các con đã khiến cho 8 người bị thương. Công ty bảo hiểm chỉ bồi thường 1 phần số tiền đó. Số còn lại chúng ta phải trả. Mấy năm qua, mỗi tháng chúng ta đều phải nộp 50.000 đồng. À, chuyện này thì chúng con đã biết rõ rồi mà mẹ. Đứa lớn trả lời. Bà chủ cũng lặng lặng lắng nghe. Lẽ ra là phải trả đến tháng 3 năm sau mới hết. Nhưng mà cuối năm nay mẹ đã nộp xong hết rồi. Ồ, thật vậy sao mẹ? Ừ, mẹ nói thật đó. Bởi vì anh cả rất chăm chỉ đi đưa báo, còn Tiểu Thuần thì giúp mẹ đi chợ nấu cơm, khiến cho mẹ có thể an tâm công tác. Cuối năm, công ty mẹ đã phát cho mẹ 1 phần thưởng đặc biệt. Vì vậy, hôm nay mẹ đã đem số tiền đó trả hết phần nợ còn lại rồi. Ôi, mẹ, anh trai, vậy là quá tốt rồi. Nhưng mà sau này,
mẹ hãy cứ để cho Tiểu Thuần nấu cơm nhé. Con cũng muốn tiếp tục đi đưa báo. Tiểu Thuần, cố gắng lên em nhé. Mẹ cảm ơn hai con. Thật sự rất cảm ơn hai anh em con. Mẹ à, Tiểu Thuần và con còn có một bí mật mà chưa nói cho mẹ biết. Đó là vào ngày Chủ nhật của tháng 11 vừa rồi, trường của Tiểu Thuần có gửi thư mời phụ huynh đến tham dự một tiết học. Thầy giáo của Tiểu Thuần còn viết một bức thư đặc biệt, nói là bài văn của Tiểu Thuần đã được chọn làm đại diện cho Bắc Hải đi dự thi văn toàn quốc. Con nghe bạn của Tiểu Thuần nói mới biết được, vì vậy hôm đó con đã thay mặt mẹ đến tham dự tiết học đó rồi ạ. Chuyện đó là thật sao? Rồi sau đó thì thế nào? Thầy giáo ra đề bài là nguyện vọng của em là gì? Tiểu Thuần đã viết rất hay và đã được đọc trước cả lớp ạ. Tiểu Thuần viết là cha của em bị tai nạn xe. Cha mất đi, để lại một khoản nợ phải bồi thường rất lớn. Để kiếm tiền trả nợ, mẹ em đã làm việc quên mình từ sáng sớm đến tối mịt. Ngay cả việc con hằng ngày đi đưa báo, em cũng viết ra hết. Em còn viết rằng, vào đêm giao thừa, ba mẹ con chúng tôi cùng ăn chung một tô mì vô cùng ngon. Mặc dù ba người chỉ ăn một tô mì, nhưng hai vợ chồng bác chủ tiệm vẫn nói lời cảm ơn, lại còn chúc chúng tôi năm mới vui vẻ nữa. Lời chúc đó đã giúp chúng tôi có dũng khí để sống, để cố gắng làm việc và trả được gần hết số nợ. Vì vậy, Tiểu Thuần viết rằng sau này lớn lên muốn mở một tiệm mì, trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản, và cũng sẽ nói với khách hàng của mình những câu như cố gắng lên, chúc quý khách vui vẻ, hạnh phúc, cảm ơn quý khách. Đứng sau bếp, hai vợ chồng ông chủ nghe những lời này liền ngồi sụp xuống, lấy khăn lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ba mẹ con họ lặng lẽ nắm chặt tay nhau, vỗ vai động viên nhau và cùng ăn hết hai tô mì, rồi trả 300 đồng. Nói lời cảm ơn và cúi chào ra về. Nhìn theo bóng dáng của ba mẹ con họ, ông chủ quán nói với theo: cảm ơn quý khách, năm mới vui vẻ. Lại một năm nữa trôi qua, vào đêm giao thừa, lúc 9 giờ 30 tối, bà chủ lại đặt tấm biển đã đặt chỗ lên bàn số 2. Nhưng chờ mãi, vẫn không thấy ba mẹ con người phụ nữ kia đến. Rồi năm sau nữa, vẫn không thấy ba mẹ con họ xuất hiện. Tiệm mì Bắc Hải Đình làm ăn ngày một phát đạt, toàn bộ đồ đạc và bàn ghế đã được thay mới. Duy chỉ có bàn số 2 là vẫn được giữ nguyên như cũ. Rất nhiều ngày 31 tháng 12 trôi qua, nhưng chiếc bàn mà hai vợ chồng ông chủ quán dành riêng cho ba vị khách đặc biệt năm nào vẫn luôn trống. Và rồi, vào một ngày 31 tháng 12 của rất nhiều năm sau đó, khi khách khứa tấp nập vào quán mì Bắc Hải Đình, vừa ăn vừa chờ tiếng chuông giao thừa như thường lệ, thì có hai thanh niên mặc vest, tay cầm áo khoác ngoài, đẩy cửa bước vào. Bà chủ đang định nói, thật xin lỗi, quán đã hết chỗ rồi. Thì đúng lúc đó, có một người phụ nữ mặc bộ kimono đi đến, đứng giữa hai người thanh niên trẻ cất lời. Phiền bà cho chúng tôi ba tô mì được không ạ? Bà chủ chợt biến sắc. Đã mười mấy năm rồi, nhưng khi nghe lại câu nói quen quen ấy, thì hình ảnh người phụ nữ trẻ cùng hai đứa con trai năm nào chợt hiện ra, khiến bà rất bất ngờ.
đứng sau bếp. Ông chủ nghe thấy cũng choáng váng, đưa ngón tay chỉ vào ba người khách, rồi lắp bắp nói không nên lời. Các vị là... Một trong hai người thanh niên nhìn bà chủ và đáp. Vâng, vào một ngày cuối năm cách đây 14 năm, ba mẹ con cháu đã tới đây gọi một tô mì. Nhận được sự khích lệ từ tô mì đó mà ba mẹ con cháu có thêm nghị lực để sống tiếp. Sau đó, ba mẹ con cháu chuyển đến nhà bà ngoại cháu ở huyện Tư Hạ sinh sống. Cháu đã thi đỗ vào trường y, hiện đang thực tập ở khoa nhi của bệnh viện Kinh Đô. Tháng 4 năm sau, cháu sẽ đến làm việc tại bệnh viện tổng hợp Trác Hoảng ạ. Hôm nay cháu đến chào hỏi bệnh viện, thuận tiện viếng thăm mộ của cha cháu. Em cháu đã không trở thành ông chủ tiệm mì lớn nhất Nhật Bản như hồi nhỏ mơ ước. Bây giờ em đang làm việc ở ngân hàng Kinh Đô. Ước nguyện bấy lâu nay của ba mẹ con cháu là được một lần quay trở lại đây để thăm hỏi hai bác và ăn mì Bắc Hải Đình ạ. Hai vợ chồng ông chủ quán vừa nghe vừa gật đầu mà nước mắt chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ông chủ quầy rau ngồi ngay gần cửa ra vào, đang ăn liền nuốt vội và nói: Này ông bà chủ, hai người làm sao thế? Chuẩn bị hơn 10 năm nay, giờ mới được gặp, không còn mau tiếp khách rồi chiêu đãi họ đi à? Bà chủ như bừng tỉnh, rồi vỗ vào vai ông quản lý quầy rau cười nói: Phải rồi, xin mời, xin mời. Mời ngồi vào bàn số 2. Cho ba tô mì nhé. Ông chủ còn đang ngây người, vội vàng lau nước mắt trả lời: Được, được, ba tô mì có ngay đây. Đây có lẽ là đêm giao thừa đẹp nhất và có ý nghĩa nhất trong cuộc đời làm nghề của ông bà chủ quán. Cái kết của câu chuyện thật có hậu và thật ấm áp. Ấm áp như bát mì đông đầy tình yêu thương của vợ chồng ông chủ quán, tốt bụng và vô cùng nhân ái.